Sáng nay, đoàn giám sát Hội đồng dân dân thành phố do ông Lương Công Tuấn, trưởng ban pháp chế Hội đồng dân dân thành phố làm trưởng đoàn, tiếp tục thực hiện giám sát về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm đến nay và việc thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại phường Thuận Phước. Trong chiến thắng đầu năm nay, tổng sản lượng khai thác chế biến thủy hải sản của phường Thuận Phước đạt gần 73% kế hoạch năm, tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 72% chỉ tiêu quận giao. Với sự nỗ lực lớn toàn phường có 17 hộ nghèo thoát nghèo. Qua thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, 13 công chức của phường được chuyển đổi thành biên chế công chức quận. Sau khi không tổ chức hội đồng dân dân phường, quyền dân chủ và giám sát của nhân dân được bảo đảm bằng hình thức đối thoại trực tiếp giữa chủ tịch ủy ban nhân dân phường với nhân dân. Qua đó, 21 ý kiến kiến nghị của người dân được ủy ban nhân dân phường giải quyết dứt điểm. Các thành viên đoàn giám sát đã trao đổi với địa phương làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến việc thí điểm mô hình chính quyền đô thị.